Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 144. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay là hòn đá tôi. Ngài dạy tay tôi đánh giặc, tập ngón tay tôi tranh đấu. Ngài là sự nhân từ tôi, đồn lũy tôi, nơi ẩn náu cao của tôi và là đấng giải cứu tôi, cũng là cái khiên tôi và nơi tôi nương náu mình. Ngài bắt dân tôi phục dưới tôi. Hỏi Đức Giê-hô-va, loài người là chi mà Ngài nhận biết nó? Con người là gì mà Ngài đoái đến? Loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy hạ các tầng trời và giáng xuống. Đụng đến núi thì núi sẽ xông khói lên. Xin hãy phát chớp nhoáng làm tản lạc kẻ thù nghịch, bắn tên Chúa mà làm cho chúng nó lạc đường. Cầu Chúa hãy giơ tay ra từ trên cao, giải cứu tôi, vớt tôi lên khỏi nước sâu, cùng khỏi tay kẻ ngoại bang. Miệng chúng nó buông điều dối gạt, tay hữu chúng nó là tay hữu láo xược. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát sướng cho Chúa một bài ca mới, lấy đàn cầm 10 giây mà hát ngợi khen Chúa. Chúa ban sự cứu rỗi cho các vua, giải cứu David kẻ tôi tới Chúa khỏi thanh gươm tàn hại. Xin giải tôi thoát khỏi tay kẻ ngoại bang. Miệng chúng nó buông điều dối gạt, tay hữu chúng nó là tay hữu láo xược. Nguyện các con trai chúng tôi giống như cây đương mọc lên mạnh mẽ. Nguyện các con gái chúng tôi như đá góc nhà chạm theo lối kiểu của đền. Nguyện kho lẫm chúng tôi được đầy dẫy có đủ các thứ lương thực. Nguyện chiên chúng tôi sinh sản hàng ngàn hàng muôn trong đồng ruộng chúng tôi. Nguyện bò cái chúng tôi sinh đẻ nhiều. Nguyện chớ có sự triệt hạ, sự ra sông đánh hay là tiếng la hải trong các hàng phố chúng tôi. Phước cho dân nào được quang cảnh như vậy. Phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Chương 21. Rồi đó, Đức Chúa Giê-xu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy: Simon Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilê, các con trai của CBD và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phi-e-rơ nói rằng: tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng: chúng tôi đi với anh. Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Đến sáng, Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng không. Ngài phán rằng: hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng: ấy là Chúa. Khi Simon Phi-e-rơ đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đương ở trần và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá vì cách bờ chỉ chừng 200 cu đê mà thôi. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than ở trên để cá và có bánh. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. Simon Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ. Và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng: ngươi là ai? Vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giê-xu lại gần, lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Giê-xu hiện ra cùng môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-xu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng:
hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon, con Jona, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Thì Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon, con Jona, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần ngươi yêu ta chăng. Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Quả thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta. Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Vậy có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Giê-xu vốn chẳng phải nói rằng người đó sẽ không chết, song nói rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi đó thôi. Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc này và đã chép lấy. Chúng ta biết lời chứng của người là thật. Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giê-xu đã làm. Ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy. Chương 9. Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va nghịch cùng đất Ha-đơ-rắc, nó sẽ đổ trên Đa-mách, vì con mắt loài người và mọi chi phái Israel đều ngó lên Đức Giê-hô-va. Lời ấy cũng phán về Hamat, láng giềng của Đa-mách, về Ti-rơ và Sidon, vì các thành ấy là rất khôn sáng. Vì Ti-rơ đã xây một đồn lũy cho mình và thâu chứa bạc như bụi đất, vàng ròng như bùn ngoài đường. Này, Chúa sẽ cất lấy của cải nó, xô quyền thế nó xuống biển, nó sẽ bị lửa thiêu nuốt. Ách-ca-lôn sẽ thấy và sợ, Ga-sa cũng thấy và rất đau đớn. Ét-rôn cũng vậy, vì sự nó trông mong sẽ nên xấu hổ. Vua Ga-sa sẽ bị diệt và Ách-ca-lôn sẽ không có dân cư. Con ngoại tình sẽ làm vua trong Ách-đốt, ta sẽ trừ sự kiêu ngạo của người Phi-li-tin. Nhưng ta sẽ cất máu nó khỏi miệng nó và sự gớm ghiếc nó khỏi giữa răng nó. Nó cũng sẽ được sót lại cho Đức Chúa Trời chúng ta. Nó sẽ như tộc trưởng trong Giu-đa, và Ét-rôn sẽ như người Giê-bu-sít. Ta sẽ đóng trại chung quanh nhà ta nghịch cùng cơ binh, hầu cho chẳng ai qua lại. Kẻ hà hiếp sẽ chẳng đi qua trong chúng nó nữa, vì bây giờ ta đã lấy mắt nhìn xem nó. Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trỗi tiếng reo vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Ta sẽ trừ tiệt xe cộ khỏi Ép-ra-im và ngựa khỏi Giê-ru-sa-lem. Cung của chiến trận cũng sẽ bị trừ tiệt, và Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước. Quyền thế Ngài sẽ trải từ biển này đến biển kia, từ sông cái cho đến các đầu cùng đất. Còn ngươi cũng vậy, vì cớ máu của sự giao ước ngươi thì ta tha những kẻ tù ngươi ra khỏi hố không có nước. Hỡi những kẻ tù có trông cậy, các ngươi khá trở về nơi đồn lũy. Chính ngày nay ta rao rằng sẽ báo trả cho ngươi gấp hai. Ta dương Giu-đa ra cho ta như cái cung, và Ép-ra-im như tên của nó. Ta sẽ thúc giục con trai ngươi, hỡi Si-ôn, nghịch cùng con trai ngươi, hỡi Gia-van, và ta sẽ khiến ngươi như gươm của người mạnh bạo.
bây giờ Đức Giê-hô-va sẽ được thấy trên chúng nó. Tên Ngài sẽ phát ra như chớp. Chúa Giê-hô-va sẽ thổi kèn và đi với gió lốc phương Nam. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo hộ chúng nó. Chúng nó sẽ nuốt và dày đạp những đá ném bởi trành. Chúng nó sẽ uống và làm ồn ào như người say, sẽ được đầy dẫy như bát, như các góc bàn thờ. Trong ngày đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó sẽ giải cứu dân mình như là bầy chiên, như những đá của mão triều thiên sẽ được cất lên trên đất. Sự nhân từ Ngài và sự tốt đẹp Ngài sẽ lớn là dường nào. Lúa miếng sẽ làm cho những trai trẻ lớn lên, và rượu mới sẽ làm cho gái đồng trinh thịnh vượng. Chương 10. Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng. Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự dối trá. Chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối và ban sự an ủi luống nhân. Vậy nên dân tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn nạn. Cơn giận ta đã hừng lên nghịch cùng những kẻ chăn, ta sẽ phạt những dê đực. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã thăm viếng bầy chiên Ngài, tức là nhà Giu-đa, và sẽ dàn chúng nó ra trận như ngựa danh tiếng. Đá góc sẽ ra từ nó, đinh ra từ nó, cung chiến trận ra từ nó, và hết thảy các quan cai trị cũng ra từ nó. Nhưng chúng nó sẽ như những người mạnh dạn dày đạp buồn trên đường trong cơn chiến trận. Chúng nó sẽ đánh, vì Đức Giê-hô-va ở cùng chúng nó, thì những người cưỡi ngựa sẽ bị xấu hổ. Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa nên mạnh và cứu nhà Giô-sép. Ta sẽ đem chúng nó trở về, vì thương xót chúng nó, và chúng nó sẽ như là chưa từng bị ta chê bỏ, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, ta sẽ nhậm lời chúng nó. Người Ê-phra-im sẽ như kẻ mạnh dạn, lòng chúng nó sẽ vui vẻ như bởi rượu. Con cái nó sẽ thấy và vui mừng, lòng chúng nó được vui thích trong Đức Giê-hô-va. Ta sẽ suýt gọi và nhóm hiệp chúng nó, vì ta đã chuộc chúng nó lại. Chúng nó sẽ thêm nhiều ra, cũng như đã thêm ngày xưa. Ta sẽ gieo chúng nó ra giữa các dân. Chúng nó ở các nước xa sẽ nhớ lại ta. Chúng nó sẽ sống với con cái mình và trở về. Như vậy, ta sẽ đem chúng nó về từ đất Ai Cập, nhóm chúng nó lại từ Assyri, đem chúng nó vào đất Galaad và Liban, và chúng nó sẽ không có đủ chỗ ở. Nó sẽ vượt qua biển khổ, sông đánh sóng biển. Hết thảy những nơi sâu của sông Nile sẽ cạn khô. Sự kiêu ngạo của Assyri sẽ bị đánh đổ, và cây trượng của Ai Cập sẽ mất đi. Ta sẽ làm cho chúng nó nên mạnh trong Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ qua lại trong danh Ngài. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.